Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Việt TV Network. Sau đây là phần bình luận với tựa đề Nhân sự và chủ đề. Bài viết hôm nay do người buôn gió biên soạn qua chương trình bày. Thưa quý vị, Đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 12 có chủ đề như sau. Tăng cường xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh, phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa và đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ, công cuộc đổi mới, bảo vệ vững chắc tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, phấn đấu sớm đưa Việt Nam cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Thưa quý vị, nhân sự chủ chốt được loan tin ở trên mạng Internet và báo chí ở nước ngoài. Phóng viên trong nước đã đặt câu hỏi về việc này, nhưng quan chức truyền thông của Việt Nam không bác bỏ mà nói chung chung. Nhưng cho đến giờ thì có thể kết luận chính xác đó là danh sách do Bộ Chính trị, tức là phe của ông Nguyễn Phú Trọng đưa ra như sau. Tổng bí thư, tức là Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước là Trần Đại Quang, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội là bà Nguyễn Kim Ngân. Và thưa quý vị, tác giả của chủ đề Đại hội 12 cũng như là danh sách nhân sự tất nhiên là phải thuộc về vị kiến trúc sư trưởng ông Nguyễn Phú Trọng. Người trung kiên với lại thứ chủ nghĩa cộng sản cực đoan. Một người có bằng giáo sư, tiến sĩ rất đặc biệt, đó là chuyên ngành xây dựng đảng cộng sản. Chủ đề lần này của Đại hội 12 Vấn đề xây dựng đảng được đặt trên hàng đầu. Cho thấy rằng quyết tâm đưa Đảng Cộng sản Việt Nam về thời kỳ bao cấp, thời kỳ cải cách ruộng đất và đó là thời kỳ mà những người cộng sản trong sạch hơn nhất so với lại các thời kỳ sau này. Tuy nhiên, ngay lúc trong sạch nhất của họ vẫn còn đầy những toan tính, những biển thủ riêng tư. Đặc biệt, trong chủ đề lần này thì ông Nguyễn Phú Trọng đã đẻ ra thêm cái khái niệm dân chủ xã hội chủ nghĩa một cách lừa bịp người dân và các đảng viên. Thực ra, đó là cách nói khác của cái gọi là dân chủ tập trung. Ông Trọng hiểu rằng, chỉ có sự tập trung quyền lực, tức là sự độc tài vào một cá nhân thì mới có thể duy trì vững mạnh được Đảng Cộng sản Việt Nam, như là thời kỳ các lãnh tụ Nga Xô, Trung Cộng, Triều Tiên, Cuba là chứng minh. Chỉ có cách đó mới có thể giữ được thể chế Cộng sản vững mạnh nhất. Mục tiêu xây dựng chủ nghĩa Cộng sản cực đoan, tập trung quyền lực vào số ít là chính sách mà Nguyễn Phú Trọng sẽ áp dụng vào tương lai 5 năm tới trong Đảng Cộng sản Việt Nam. Và để thực hiện mục tiêu này thì ông Trọng đã từng đặt mình vào chức Tổng Bí Thư để có thể triển khai chính sách và đưa ông Trần Đại Quang là một tướng công an chuyên ngành để trấn áp dân chủ vào chiếc kế chủ tịch nước để có thể hỗ trợ việc thực hiện chính sách và dập tắt những ý kiến phản đối chính sách này. Việc đưa một phụ nữ vào quốc hội như là bà Nguyễn Thị Kim Ngân là nhằm làm suy si yếu quốc hội và khiến quốc hội không thể mạnh dạn để đưa ra những ý kiến ngăn trở công cuộc đưa đất nước trở lại thời kỳ cộng sản cực đoan của ông Nguyễn Phú Trọng. Và công bảo vệ tổ quốc ngưng gắn với lại môi trường ổn định, hòa bình nghe rất kêu và nó thường sử dụng trong việc trấn áp những ý kiến mạnh khi lên án hành vi xâm lược của Trung Quốc. Và tất cả những ai từng lên tiếng để phản đối hành vi Trung Quốc chắc đều hiểu nghĩa của tự bảo vệ chủ quyền nhưng phải giữ hòa bình, ổn định là gì và đó là cái cớ để có thể đàn áp những tiếng nói mạnh quy kết cho họ muốn phá vỡ ổn định hòa bình và cả bộ nhân sự trọng quan ngân phúc đều bảo đảm được điều này sẽ không có phát biểu táo bạo nào từ miệng ba người này để có thể dân chúng sục sôi tinh thần yêu nước khiến chế độ khó xử về vấn đề kinh tế sẽ không có bước đột phá nào và câu đẩy mạnh đồng bộ công cuộc đổi mới là lá bài mạnh khỏe nhằm để ngăn cản những ý kiến táo bạo, đổi mới về kinh tế. Và trong tình trạng nền kinh tế của Việt Nam hiện nay, thì mọi sự đột phá đều hướng về các đối tác phương Tây. Lấy đầu ra, sự đổi mới đồng bộ chỉ có riêng từng lĩnh vực một mà thôi. Người phương Tây, lĩnh vực nào ra lĩnh vực đó, và họ làm sao có thể muốn ký hợp đồng ngành thủy sản nhưng phải chờ ai đó cùng ký hợp đồng nông sản, lông sản. Và tất nhiên, thì ngành thủy sản vẫn được ký, nhưng nếu có gì khiến cho ảnh hưởng đến chế độ Cộng sản, thì câu đồng bộ sẽ là thứ hợp lý để có thể ngăn cản hợp đồng đó. Bởi vậy, ông Nguyễn Phú Trọng đã chọn ông Nguyễn Xuân Phúc là một đệ tử trung thành, người chưa có kinh nghiệm gì trong quan hệ thương mại với lại phương Tây để có thể đảm nhận chức Thủ tướng. Và với một chính sách kinh tế cảnh giác với sự đổi mới, lo sợ phương Tây có thể thông qua kinh tế diễn biến đến chế độ. Và việc chọn một nhân sự không có kinh nghiệm thương mại đối ngoại không có uy tín và mối quan hệ với lại các nhà đầu tư thương mại phương Tây như là ông Nguyễn Xuân Phúc là hợp lý và hợp ý đồ của Nguyễn Phú Trọng. Trong hơn 1.510 đại biểu đi dự đại hội thì có nhiều người là doanh nghiệp hoặc là liên quan đến doanh nghiệp và họ đều ở tuổi năng động và hơn 90% trong số họ tốt nghiệp đại học. Và nếu lá phiếu thực sự do họ quyết định thì chắc chắn họ không bao giờ muốn một đường lối và một nhân sự nghẹt thở về kinh doanh và già cỗi về tư tưởng. Và chắc chắn thì họ sẽ muốn kiếm được tiền bằng những cơ hội làm ăn mở rộng với phương Tây hơn là chăm chú đi ăn hối lộ để bị người dân nguyền rủa. Và nhất là khi Việt Nam đang nợ ngập đầu thì các nguồn tài nguyên càng dần đi và cứ ở trong cái vũng bùn ấy Rốt cuộc tranh nhau mà bắt tôm bắt tép là một điều mà ai cũng thấy. Và sự kiềm kẹp đè nén có thể dẫn đến bùng phát đổ vỡ bất cứ lúc nào. Kính thưa quý vị, cứ để ông Nguyễn Phú Trọng với những chủ trương và nhân sự ấy, biết đâu sự thay đổi sẽ đến, dù hỗn loạn nhưng có còn hơn không. Thưa quý vị, vừa rồi là phần bình luận với từ đề nhân sự và chủ đề. Bài biết hôm nay do người buôn gió biên soạn quan trình trình bày. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào phần bình luận lần tới. Xin kính chào.